Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Hai ngày 16 tháng 9 năm 2019, đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có hai phần. Phần đầu là tin quan trọng và tin cập nhật. Trong phần 2 là bản tin tổng kết kinh tế tuần qua. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng. Tạm dừng quá khứ, Rome cho phép tàu từ thiện đến cảng Ý. Theo bản tin cùng ngày của Reuters, chính phủ mới của Ý đã cho phép một tàu từ thiện của Pháp đến đảo Lampedusa vào thứ Bảy và đưa vào bờ 82 người di cư, đảo ngược chính sách đóng cửa không khoan nhượng của chính quyền trước đó. Ocean Viking được điều hành bởi các tổ chức từ thiện của Pháp SOSTW và Bác sĩ Không Biên Giới MSF. Ocean Viking cho biết trên Twitter, họ được bật đèn xanh để đi đến Lampedusa 6 ngày sau khi thực hiện cuộc giải cứu đầu tiên ra khỏi bờ biển Libya. Tổ chức MSF cho biết chính quyền Ý vừa cung cấp cho Ocean Viking một nơi an toàn. Các quan chức địa phương xác nhận tin tức. Phiến quân Houthi tuyên bố tấn công bằng máy bay không người lái vào nhà máy dầu của Ả Rập Saudi Arabia. AP đưa tin một phát ngôn viên thuộc quân đội cho phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tuyên bố một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào hai cơ sở khai thác dầu lớn ở Ả Rập Xê Út. Ông Yahya Sari cho biết người Houthi đã điều 10 máy bay không người lái tấn công một cơ sở chế biến dầu ở Baghdad và mỏ dầu Khurais. Ông cảnh báo các cuộc tấn công của phiến quân chống lại vương quốc sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn nếu cuộc chiến ở Yemen tiếp diễn. Mỹ trừng phạt tin tặc Triều Tiên chuyên lấy cắp tiền cho Bình Nhưỡng. Theo bản tin hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 9 của Al Jazeera, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã công bố lệnh trừng phạt đối với ba nhóm tin tặc Triều Tiên liên quan đến vụ tấn công mạng WannaCry hồi năm 2017, cũng như các vụ đột nhập vào hệ thống của những ngân hàng và các công ty tài chính thế giới. WannaCry là một virus độc hại được các tin tặc Triều Tiên dùng để tống tiền. Vào tháng 5 2017, sau 3 ngày phát tán, gần 300.000 máy tính ở 150 quốc gia đã bị lây nhiễm loại virus nguy hiểm này. Các tin tặc yêu cầu chủ của các máy bị nhiễm virus nếu không muốn tiếp tục bị làm phiền thì phải nộp cho chúng từ 300 tới 600 euro chi trả thông qua tiền ảo Bitcoin. Từ lâu, chính phủ Triều Tiên đã xây dựng một đội quân không gian mạng để có được tiền bất hợp pháp và sử dụng vũ khí kỹ thuật số để chống lại kẻ thù của đất nước. Các nhóm tin tặc Triều Tiên chịu lệnh trừng phạt của Mỹ là Lazarus Group, Blue Norov và Andadrill. Những nhóm hắc thủ bàn phím này được cho là hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp từ Tổng cục Trinh sát RGB, đơn vị tình báo chính của Triều Tiên, vốn đã bị Mỹ và Liên Hợp Quốc đưa vào danh sách trừng phạt. Theo biện pháp trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ, tất cả các tài sản và các giao dịch của các nhóm tin tặc này ở Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa. Tuyên bố của Bộ Tài chính cũng cho biết bất kỳ tổ chức tài chính nước ngoài nào cố tình liên hệ với các nhóm tin tặc Triều Tiên cũng có thể bị xử phạt. Tiếp theo, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi tin cập nhật với Võ Thành Nhân. Kính chào, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình bản tin đặc biệt ngày hôm nay, bản tin phân tích về vấn đề Saudi Arabia. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với anh Nguyễn Phú Quý. Trước hết, xin được kính chào anh Quý. Xin chào Nhân, xin chào quý khán giả của đài SBTN Washington DC. Khi mà cái vấn đề Saudi Arabia nó xảy ra như vậy thì anh Quý nhận định như thế nào về vấn đề kinh tế toàn cầu trên thế giới, đặc biệt vấn đề dầu hóa? Thưa quý khán giả, thưa Nhân, cái nước Saudi Arabia là cái nước mà giàu nhất của Trung Đông. Thì cái nước là sản xuất dầu nhiều nhất của cái khối Ả Rập bên đó. Thì khi mà xảy ra cái vấn đề mà dội bơm của một cái chỗ chứa dầu của Saudi mà nó mất đi 50% của cái sự sản xuất của Saudi Arabia, nó có ảnh hưởng lớn với toàn cầu. Thì cái số lượng dầu của Saudi Arabia đó mà xuống 50% có nghĩa là đã ảnh hưởng tới 5% cái nhu cầu cung cấp dầu hỏa của toàn thế giới. Và như vậy cái giá dầu sẽ lên một cách cao, và hôm nay thì nó giảm xuống chút xíu tại vì Tổng thống Donald Trump đã cho mở cái kho dự trữ dầu của Mỹ để mà xài nếu mà có cần để mà cung cấp dầu hỏa cho tất cả các quốc gia. Và ai là cái người ở phía sau cái vấn nạn ở Saudi Arabia?
Thì theo tin tức của Mỹ thì Mỹ nói là Iran là chịu trách nhiệm ở đó, tại vì những cái hỏa tiễn, những cái máy bay không người lái gọi là drones á, nó xuất phát từ cái địa điểm ở bên bên Iran. Mà cũng nên biết lại, cũng nên nói cho thêm cho hiểu đó là cái vấn đề dầu hỏa đó, nó là cái ảnh hưởng chính trị lớn nhất trong cái năm cuối cùng của Tổng thống Mỹ mà sắp đi vào cái tranh cử cho năm năm 2020. Thì nó ảnh hưởng cái thứ nhất là người tiêu thụ hàng hóa ở Mỹ, thì khi dầu mà lên thì tất cả những cái hàng hóa nó sẽ lên theo, tại vì những cái hàng hóa nó phải chở bằng xe, rồi những cái nhiên liệu mà cần để mà sản xuất đó nó sẽ làm cho giá dầu cao lên. Mà khi mà người tiêu thụ mà phải trả cao lên đó thì chính phủ Mỹ rất khó khăn để mà nói chuyện về vấn đề bầu cử. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump sẽ cho một cái lượng dầu dự trữ rất là lớn để mà cho nó ra thị trường. Thưa, cái dầu dự trữ mà gọi là strategic supply của người Hoa Kỳ mà cho chính phủ Mỹ xài đó, nó chỉ giới hạn một thời gian ngắn thôi. Cái đó là dự trữ để mà xài ngắn hạn chứ không phải xài dài hạn. Tại vì khi mà có chiến tranh đó, chính phủ Hoa Kỳ, quân đội Hoa Kỳ cần những cái dầu đó để mà xài. Và khi mà chúng ta nói OPEC không còn kiểm soát được cái giá dầu nữa mấy năm nay rồi, thì hiện nay cái lượng dầu của Canada và Hoa Kỳ có thể được gọi là những cái nguồn cung cấp dầu hỏa rất là quan trọng trên thế giới. Do đến nên khi mà quyết định cái giá dầu tăng hay giảm đó, thì ngày hôm nay anh Quý có cái ghi nhận nào về cái quyết định của Hoa Kỳ trong vấn đề giá dầu ít nhiều trong đó hay không? Chính phủ Hoa Kỳ đang tận dụng hết sức để mà làm cho giá dầu không có tăng cao là tại vì năm nay là năm bầu cử. Cái thứ nhất, tại vì cái thứ hai đó về sản xuất xe cộ nó cần nhiên liệu để mà sản xuất xe và cho xe chạy. Thì giống như ngày hôm nay những người mà lao động của Mỹ, của hãng của những người mà làm cho xưởng của General Motors á, người ta đình công hôm nay. Thì cái vấn đề đình công nó cũng ảnh hưởng tới vấn đề sản xuất xe cộ và cái vấn đề mà tiêu thụ dầu hỏa đó là cái vấn đề mà về kinh tế và chính trị nó sẽ ảnh hưởng lớn cho năm nay. Và liệu sau cái vụ này ở Saudi Arabia đó thì có thể có đánh nhau giữa Mỹ và Iran hay không? Mỹ với Iran thì tháng tới này có hội hội đỉnh hội 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 đàm ở United Nations thì Mỹ thì đang bị vào một cái thế kẹt thì Iran khi mà đánh cái kho dự trữ dầu của Saudi Arabia đó biết là Mỹ sẽ không dám đánh quân sự đối với Iran tại vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái cuộc bầu cử hôm nay. Thành ra cái vấn đề dầu đó nó làm cho chính phủ Donald Trump hơi hơi kẹt là tại vì không có áp dụng biện pháp mạnh được mặc dù ông Trump đã nói là đạn đã nạp mà súng đã lên cò. Nhưng mà khi mà chính phủ Hoa Kỳ không muốn chiến tranh thì tổng thống không làm chiến tranh được. Xin được cảm ơn quý. Dạ, xin cảm ơn anh Nhân, xin cảm ơn quý khán giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, vừa rồi là bản tin đặc biệt của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý. Chương trình đến đây xin được tạm ngưng. Chúng tôi xin được gặp lại quý vị trong phần 2 của chương trình. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn đến đây xin tạm ngưng. Thanh Trang sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.